Xin chào các bác nhé. Thì bên em nay có một cái máy mài, thì đang đặt mài cho các bác thợ một ít lò phay. Phay này là phay phay đĩa, phay đĩa. Hướng dẫn mài cho thì đây các bác nào có nhu cầu mua máy hoặc muốn mài thuê thì bên em sẽ nhận. Đó, giờ đang mài cái đĩa này cho khách. Chế đầu gá, phải chế từng cái đầu gá một. Có con máy này rất tiện, nó có nghĩa là nó bẻ độ được này, quay các cái độ được hết. Cái này thay đá là phải rút thằng này đúng không? Ừ. Cái đĩa này này, bác nào có nhu cầu mua máy hoặc là mài thì gọi qua số điện thoại 0989 821 011 để được tư vấn trực tiếp về máy hoặc là mài, nhận mài. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video.